Mến chào quý vị khán thính giả và các bạn đã đến với kênh truyền thông của chúng tôi. Thay mặt cho những người làm chương trình kính chúc quý vị và các bạn nhiều niềm vui, bình an và đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý vị và các bạn, đích thân ông Tập Cận Bình cảnh cáo Việt Nam nên trao trả lại cho Mỹ những gì mà Mỹ đã viện trợ cho quân sự Việt Nam thời gian vừa qua. Về việc này, tại Trung Nam Hải có cuộc họp khẩn cấp, đứng đầu là ông Tập Cận Bình đã tuyên bố một câu xanh rờn với Việt Nam. Nếu người Việt Nam cho Mỹ và Nga thuê cảng biển Cam Ranh hay là cho khai thác chung dầu khí và các tài nguyên khoáng sản khác, thì Trung Quốc sẽ tấn công Việt Nam trên mọi phương diện. Hiện 80% Quốc hội Việt Nam chưa có quyết định rõ ràng vì lo ngại lời cảnh báo đến từ ông Tập Cận Bình bởi lãnh đạo của Việt Nam rất sợ chiến tranh. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Phó Quân ủy Trung ương lại lập tức đi miền Trung để đối phó với sự xâm nhập của tình báo Hoa Nam Trung Quốc quấy phá. Trong khi đó, triều đình đã tiếp tục cuộc họp để bàn về vấn đề Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình có thực hiện như đã cảnh cáo hay không. Tất nhiên, chúng ta không muốn có chiến tranh, nhưng nếu kẻ thù của chúng ta biết tôn trọng và không chèn ép chúng ta, việc đất nước của chúng ta có chủ quyền, có quyền cho Mỹ hoặc Nga thuê đất hay là thuê cảng biển Cam Ranh hoặc là khai thác chung, đó là quyền của đất nước, nhân dân Việt Nam. Trung Quốc không có quyền gì. Việc Mỹ tặng cho chúng ta vũ khí chúng ta nhận hay không cũng là quyền của chúng ta. Còn ông Tập Cận Bình không có liên quan gì mà dám ra cái giá sẽ gây chiến tranh. Chúng ta nghe mệnh lệnh của hắn thì trong tương lai hắn ta bảo Việt Nam dâng biển đảo và 7 tỉnh biên giới chúng ta cũng phải nghe theo lời hắn hay sao? Lúc đó hắn cũng sẽ đe dọa không trả lại biển đảo và các tỉnh biên giới thì sẽ cho quân tấn công. Đó là điều tất yếu sẽ xảy ra. Bởi bọn cướp thì lòng tham vô đáy, được đằng chân chúng sẽ chồng lên đằng đầu. Bởi vậy, người Việt Nam nên sẵn sàng đón nhận chiến tranh. Chứ đâu thể sợ chiến tranh đến như vậy. 1.000 năm qua chúng ta vẫn đánh giặc Tàu có bao giờ thua chúng đâu. Nếu như quân ủy Trung ương trả lại những vũ khí mà Mỹ đã trao tặng cho quân đội Việt Nam, thì đó là điều vấn đề đáng nói hết sức nguy hiểm. Đến lúc này mất nước sẽ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, chúng tôi liên tục cập nhật tình hình về việc Mỹ bàn giao vũ khí cho Việt Nam, làm cho quân đội Việt Nam và Hải quân Việt Nam mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều. Những thông tin dồn dập này khiến cho Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình phải đích thân gọi vào đường dây nóng để đàm phán với Việt Nam. Lúc ban đầu, Ban Tứ trụ họp kín tại trụ sở có ý định nhượng bộ Trung Quốc vì nể nang trong mối quan hệ hữu nghị 4 tốt và 16 chữ vàng đã được hai bên thiết lập từ trước đến nay. Vì thế, đa số Tứ trụ muốn ngã về phía Trung Quốc hơn là Mỹ. Tổng bí thư kiêm bí thư quân ủy Trung ương cho rằng, trước đây Mỹ đã từng là đồng minh giúp Sài Gòn trải thảm bom B-52, tạo ra nhiều tội ác và gây khó khăn cho việc thống nhất hai miền Bắc Nam, còn Trung Quốc khi đó giúp đỡ Việt Nam từ cái kim sợi chỉ đến xe tăng, súng đạn. Nhờ có Trung Quốc mà ta thống nhất được hai miền Nam và Bắc, vì thế chúng ta nên nhượng bộ Trung Quốc bằng cách trả lại cho Mỹ những vũ khí mà Mỹ đã cung cấp và hỗ trợ cho Việt Nam, cho Hải quân, cho Không quân Việt Nam. Thiết lập quan hệ ngoại giao kinh tế với Mỹ thôi, còn hợp tác quốc phòng với Mỹ là mức độ thấp nhất, như hệ chúng ta vẫn phát triển được kinh tế mà không làm mất lòng Trung Quốc. Dù sao Trung Quốc vẫn là cường quốc kinh tế và quân sự, nhưng Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhiều lần ám chỉ với chúng ta là nước xa không cứu được lửa gần. Họ muốn nhắc nhở ta là Trung Quốc ở ngay sát vách, Việt Nam sẽ có ngày nguy hiểm. Thế nhưng, tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, đang nắm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lại đưa ra ý kiến trái chiều, có tầm nhìn xa trông rộng. Ông đã phát biểu rõ ràng về mưu đồ của các nhà lãnh đạo của Bắc Kinh đối với Việt Nam. Ông nói rằng, Trung Quốc giúp Việt Nam là điều đó có sự tính toán. Toan tính thiệt hơn trong suốt chiều dài lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước, không một triều đại nào mà Trung Quốc không xâm lược của đất nước ta. Như các đồng chí đều đã biết rõ ràng, sau khi Mao Trạch Đông dùng mưu kế, lợi dụng xã hội chủ nghĩa để giúp đỡ, ủng hộ vũ khí và lương thực tại chiến thắng Tướng Giới Thạch, làm nên nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1 tháng 10 năm 1949. Sau khi Mao nắm được toàn quyền tại Trung Quốc đại lục, Mao đã thanh trừng hết phe phái đối lập và đưa ra chính sách không thể sai lầm hơn nghiêm trọng, dẫn đến cái chết oan hồn cho hơn 60 triệu người dân vô tội. Trong thực tế, tôi đã nghiên cứu cho thấy Mao không có tư tưởng vĩ đại như ngài tư tưởng giết người khi còn sống, sự tàn bạo mà là để ép người khác phải phục tùng mình. Vì thế đã nhiều lần đề nghị với Việt Nam chúng ta mở đường phía Nam cho Trung Quốc ra thế giới bên ngoài để buôn bán, muốn làm ăn nhưng không đồng ý với lãnh thổ trên đất liền hay lãnh hải giữa biển đều là xương máu của cha ông ta để lại cho chúng ta, hình hài còn nguyên vẹn, không thể tùy tiện cắt lãnh hải lãnh thổ cho Trung Quốc được. Trung Quốc muốn đi qua lãnh hải của Việt Nam ta thì phải xin phép và trả lại nửa phí theo quy định của ta. Chúng ta vì mải mê hệ thống thống nhất đất nước bằng mọi giá, vì ý thức hệ nhầm lẫn thời đó mưu kế của Trung Quốc viện trợ vũ khí có hỏa lực mạnh đến để ta bắn giết nhau. Khi đó ta đã nhận ra bản chất thâm hiểm của Trung Quốc, Vương quốc viện trợ để cho ta đánh nhau và không muốn cho Việt Nam hai miền Nam Bắc vì muốn để cho Việt Nam mâu thuẫn. Nam Bắc hai miền Nam Bắc chỉ mải mê đánh giết nhau sẽ mang lợi lại cho chôn cất. Khi phát hiện ra ta quyết tâm thống nhất đất nước bằng mọi giá,
Ngay lập tức, Trung Quốc đã tiến hành sử dụng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa vào ngày 19 tháng 1 năm 1974, khi ta thống nhất hai miền Bắc Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trung Quốc vô cùng hốt hoảng và sợ hãi. Ta lớn mạnh rồi thoát khỏi sự lệ thuộc của Trung Quốc bằng cách hậu thuẫn cho Khmer Đỏ, liên tục khiêu khích Việt Nam. Thêm cách sư đoàn chiến đấu, đồng thời tập trung 13 trên 18 sư đoàn bộ binh áp sát biên giới Việt Nam tiến hành khiêu khích thăm dò, chuẩn bị những cuộc tấn công xâm lược mới và liên tiếp trong các tháng đầu năm 1978. Trung Quốc hà hơi tiếp xúc cho bồn bối sử dụng 5 sư đoàn chủ lực cùng 5 trong đoàn để không có pháo binh, êm chở phiên đánh vào lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt tại xã Ba Trúc, Tri Ôn, An Giang, cách đường biên giới Việt Nam và một chia dồn người dân. Hành động vô cùng dã man, giết hại 3.457 người dân vô tội Việt Nam, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em, trong đó hơn 100 gia đình bị giết cả nhà. Tính từ năm 1975 đến giữa năm 1978, đã giết hại hơn 5.000 dân thường Việt Nam, đã làm thương vong gần 5.000 người Bắc và đưa đi hơn 20.000 người, hàng ngàn trường học, bệnh viện, cơ sở y tế, nhà thờ, chùa chiền bị đốt phá, trâu bò bị cướp giết, hoa màu bị phá hoại, hàng vạn hecta ruộng đất và đồn cao su, những vùng biên giới Tây Nam Việt Nam bị bỏ hoang, khoảng nửa triệu dân sách biên giới Campuchia phải bỏ nhà, bỏ nước, bỏ ruộng, bỏ chạy sâu vào trong nội địa. Hậu quả của Pol Pot để lại cho nhân dân Việt Nam hết sức to lớn, nhưng trước sau giật dây cho việc trên không ai khác đó chính là kẻ hàng xóm khó chịu Trung Quốc phương Bắc, trong khi nguy cơ diệt vong của dân tộc Campuchia dưới chế độ diệt chủng tàn bạo, tập đoàn chư hầu của Trung Quốc đã đến lúc nguy kịch, những hành động xâm lược và diệt chủng tàn bạo của tập đoàn cho Bắc Kinh. Anh giật dây là không thể dung tha, đáp lời kêu gọi thần thiết của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, của nhân dân nhà nước quân đội và nhân dân Việt Nam, thực hiện quyền tự vệ chính đáng và thiêng liêng của mình để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng và tài sản của người. Nhưng đồng thời cùng với lực lượng vũ trang với nhân dân Campuchia, đánh đổi chế độ diệt chủng Pol Pot giúp đỡ người cách mạng Việt Nam đã lật đổ hoàn toàn tập đoàn tay sai của Trung Quốc là Khmer Đỏ, khiến cho Trung Quốc cay cú đến mức Đặng Tiểu Bình tuyên bố sẽ cho Việt Nam một bài học bằng việc đưa 600.000 quân đến biên giới 6 tỉnh phía Bắc và tấn công sang Việt Nam. Trong khi đó, quân chủ lực của ta đang bận tham chiến ở chiến trường Campuchia. Các tuyến phòng vệ biên giới chỉ là dân quân du kích hoặc là không quân chỉnh quy. Những cuộc tấn công bất ngờ của Trung Quốc tốn hàng tháng trời bằng chiến tranh xuống biển. Người được hỗ trợ bằng máy bay chiến đấu, xe tăng, pháo binh cũng không thể nào chọc thủng được tuyến phòng thủ của ta. Tướng của Trung Quốc hắn nhát đến mức chỉ cần vài phụ nữ du kích cũng có thể bắt sống được cả đội Trung Quốc phải đầu hàng, trong khi Việt Nam đang sử dụng dữ liệu máy bay để di chuyển từ Campuchia đến biên giới các tỉnh Tây Bắc. Và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tuyên bố tổng động viên toàn quốc trước thông tin này đã làm cho Đặng Tiểu Bình sợ hãi, đứng ngồi không yên. Ngay lập tức, Bình đã tuyên bố rút quân về nước, rất may cho Đặng Tiểu Bình biết thân biết Phật, biết rút quân sớm lúc hơn. Chỉ vài ngày nữa quân chính quy của chúng ta đã hội tụ thì 600.000 quân của binh lính Trung Quốc sẽ không kịp quay về. Không gia đình nào ở Trung Quốc có con có thể nhìn thấy con em của mình đi đâu nữa. Xương của lính Trung Quốc sẽ chất thành núi và máu của người Trung Quốc sẽ đổ thành sông. Vũ khí ở Trung Quốc sẽ chất thành đống sắt vụn ngổn ngang ở biên giới Việt Trung. Thế mới thấy Việt Nam mới chính là người dạy cho Trung Quốc một bài học để đời, rất thực tế đã diễn ra. Quan điểm trên của Thượng tướng Phan Văn Giang đã khiến cho Tứ Trụ im lặng. Ông tuyên bố không có gì phải lo sợ Trung Quốc, chúng ta không được nhân nhượng Trung Quốc, vì càng nhân nhượng thì họ sẽ càng lấn tới. Trung Quốc yêu cầu ta trả lại Mỹ vũ khí và Mỹ đã viện trợ cho chúng ta, và Hải quân Việt Nam chúng ta lại càng phải nhập thêm và hợp tác quốc phòng sâu rộng với Mỹ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Liên minh châu Âu để đẩy mạnh kinh tế quốc phòng hội nhập với thế giới, biến nền kinh tế quốc phòng có tầm ảnh hưởng quan trọng trên thế giới, mở toang cửa lớn đầu tư kết tổng công và tập đoàn nước ngoài lao vào đất nước ta. Vị trí địa lý chính trị của đất nước ta nằm gần biển, tuyến đường hàng hải quốc tế chạy qua lãnh thổ Việt Nam. Đây là lợi thế mà tàu hỏa đã cho Việt Nam, vì thế chúng ta phải nắm lấy để phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore. Khi đó Trung Quốc muốn thôn tính Việt Nam cũng sẽ mắc phải, bảo quyền lợi của các cường quốc đang đặt ở Việt Nam ta. Trung Quốc sẽ không dại gì mà xâm lược Việt Nam. Việt Nam chẳng khác nào thách thức chính trần với cả thế giới khi Việt Nam nhấn mạnh về kinh tế và quân sự, cũng là lúc Trung Quốc phải nhượng bộ và có thái độ kính trọng Việt Nam. Đó là bản chất từ trước tới nay của người Trung Quốc là mềm nắn rắn buông. Trung Quốc hay làm hòa trước với Việt Nam và tự trả lại hết biển đảo cưỡng chiếm của Việt Nam. Còn nếu trong trường hợp vì nể nang tình hữu nghị viển vông mà trả lại vũ khí khí tài quân sự mà Mỹ hỗ trợ cho hải quân và quân đội của Việt Nam, chẳng khác nào chúng ta đóng cửa về thế giới bên ngoài, sẽ lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Ngay khi đó Việt Nam không bao giờ được phép chiến tranh và sẽ bị Trung Quốc xâm chiếm thôn tính lãnh thổ. Khi anh tuyên bố trước mặt cái Tứ Trụ trong Bộ Chính trị, việc bảo vệ vùng trời, vùng biển và vùng biên giới,
Hãy cứ để tôi được toàn quyền đưa ra chiến lược để đối phó với Trung Quốc, đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu với Trung Quốc vào năm 1979, nên tôi hiểu rõ bản chất của Trung Quốc, không có gì đáng sợ. Trung Quốc chỉ là thùng rỗng kêu to. Các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh luôn tiến hành một chiến lược là cách sử dụng binh pháp Tôn Tử Điệu, Hồ Ly Sơn và giết ra là để dọa khỉ, trong khi cả đối nội lẫn đối ngoại với Việt Nam. Thượng tướng Công An Giang tiếp tục nói rằng, Trung Quốc từ xưa tới nay có bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính đất nước Việt Nam chúng ta đâu, vì thế hãy tránh xa Trung Quốc, còn Mỹ họ gây ra sai lầm trong quá khứ. Nhưng hiện tại họ tỏ ra thái độ muốn bảo vệ gìn giữ bình yên, cũng nhờ tự do hàng hải trên Biển Đông và toàn khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Mỹ bây giờ luôn sẵn sàng hỗ trợ giúp Việt Nam, cũng như sẵn sàng thuê cùng cảng Cam Ranh, nếu như Việt Nam chúng ta chỉ cần đặt bút đồng ý. Ý tưởng hơn bằng vàng, tiếp tục tuyên bố nếu như vì trường hợp này nên sợ mất đặc quyền đặc lợi của bản thân và phe nhóm mà nhượng bộ với Trung Quốc, thì tôi xin phép nghỉ ngay sau buổi họp này, tôi sẽ về nhà. Không cần hưởng lương, những đồng tiền lương hưu ấy là chế độ này nọ khác, sống qua ngày với vườn rau thanh thản. An nhiên hơn là phải cúi đầu trước đất nước Trung Quốc, bọn giặc phương Bắc. Quý vị nghĩ sao về những gì mà tướng Phan Văn Giang tuyên bố? Đừng quên để lại ý kiến mình về phía dưới bình luận để cùng trao đổi với chúng tôi và nhiều người biết thêm về ý kiến của quý vị khán thính giả và các bạn. Còn đối với chương trình và ban biên tập của chúng tôi thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của tướng Phan Văn Giang. Cầu mong cho ông luôn giữ gìn được sức khỏe để tận tâm phục vụ đất nước. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Xin được phép tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tin tức thật sự của chúng tôi.